Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh QS News Khí tài quân sự. Liên quan đến tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine, Kiev đã nhiều lần đề nghị phương Tây cung cấp F-16 để chống lại ưu thế trên không của Nga. Và sau nhiều tháng từ chối, cuối cùng, vào tháng 8 năm 2023, Hoa Kỳ đã chính thức bật đèn xanh để các quốc gia đồng minh NATO tiến hành phi vụ này. Hiện nay, ngoài Bỉ, Đan Mạch, thì Hà Lan đã đồng ý chuyển giao các chiến đấu cơ F-16. Cụ thể, Hà Lan hiện sở hữu 42 chiếc F-16 và đang đào tạo phi công cho Ukraine, nhưng chưa công bố thời gian bàn giao tiêm kích. Vào tháng 10 năm 2023, Bỉ cũng tuyên bố sẽ chuyển giao các tiêm kích này, song không nêu số lượng cụ thể. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Đan Mạch thông báo sẽ sớm chuyển giao 6 chiến đấu cơ cùng loại cho Ukraine trong quý 2 năm 2024, trong tổng số 19 chiếc mà Đan Mạch hứa sẽ viện trợ cho chính quyền Tổng thống Zelensky vào tháng 8 năm 2023. Chính quyền Kiev gọi các quyết định chuyển giao F-16 cho Ukraine là một thỏa thuận đột phá và cho biết các chiến đấu cơ này sẽ giúp tăng cường khả năng phòng không cũng như giúp họ tiến hành phản công mạnh mẽ hơn trong cuộc xung đột với Nga. Vậy, với việc được trang bị các tiêm kích F-16 từ phương Tây, liệu có giúp Ukraine tạo ra ưu thế và thay đổi cục diện trong cuộc xung đột với Nga như kỳ vọng? Mời các bạn cùng đi tìm câu trả lời ngay trong video ngày hôm nay của kênh QS News Khí tài quân sự. Sức mạnh của F-16. F-16 là máy bay chiến đấu đa năng do hãng Lockheed Martin chế tạo cho không quân Mỹ vào đầu những năm 1970 như một giải pháp thay thế cho các máy bay chiến đấu cũ, vốn nặng nề và kém linh hoạt. Theo thống kê, đây là chiếc máy bay thành công bậc nhất thế giới với khoảng hơn 4.500 chiếc đã được sản xuất và nó hiện đang hoạt động trong lực lượng không quân của 26 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chiến đấu cơ trị giá khoảng 63 triệu đô la Mỹ này có thể đạt tốc độ lên tới 2.400 km/h, cùng tầm tác chiến trên 550 km và trần bay cao trên 15.000 m. Nó có thể mang theo hai bom nặng hơn 900 kg, hai tên lửa AIM-9, hai tên lửa không đối không tầm trung AIM-120 và hai thùng nhiên liệu bên ngoài nặng gần 1.100 kg. Ngoài ra, để cận chiến, F-16 còn được trang bị một pháo M-61A120mm, với cơ số đạn 500 viên. Mặc dù có tuổi đời khá lâu, tuy nhiên cũng phải khẳng định rằng F-16 là tiêm kích đa năng, có nhiều tính năng vượt trội khi đã trải qua rất nhiều lần hiện đại hóa sâu. Và hiện nay, theo đánh giá của các chuyên gia vũ khí, khả năng tác chiến của F-16 vẫn tương đương các chiến đấu cơ thế hệ thứ tư của nhiều nước. Bên cạnh đó, tiêm kích này còn được đánh giá cao nhờ thiết bị điện tử và có thể mang phóng được hầu hết các loại vũ khí hiện đại của phương Tây, qua đó giúp Ukraine có thể tạo ra mối đe dọa đáng kể với Nga. Khả năng xoay chuyển cục diện chiến trường. Trên thực tế, có những ý kiến khác nhau về việc Ukraine có trong tay các tiêm kích F-16 từ phương Tây, phần nhiều ủng hộ, nhưng cũng không ít ý kiến trái chiều. Các chuyên gia phân tích quân sự cho rằng điều kiện trên chiến trường ở Ukraine không lý tưởng để sử dụng máy bay chiến đấu này. Thứ nhất, các chuyên gia cho rằng các máy bay chiến đấu F-16 sẽ không ảnh hưởng nhiều đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga vì hầu hết các cuộc giao tranh hiện tại đều diễn ra trên mặt đất. Tất nhiên, Ukraine vẫn có thể xuất kích các chiến đấu cơ F-16 để tấn công quân Nga, nhưng điều này cũng vô cùng nguy hiểm khi phải đối đầu với hệ thống phòng không cực mạnh, bố trí dày đặc nhiều tầng, nhiều lớp, từ tầm thấp tới tầm cao, từ cự ly gần tới xa hoặc siêu xa như S-300, S-400 mà quân đội Tổng thống Putin đang triển khai tại những vùng chiếm đóng. Chưa kể, cơ sở hạ tầng của Ukraine không hoàn toàn phù hợp để vận hành F-16 vì một số lượng lớn các sân bay, nơi các máy bay chiến đấu này có thể cất cánh, đã ngừng hoạt động. Và nếu có sân bay nào đó được chuẩn bị mới để phục vụ các chiến đấu cơ F-16, thì với năng lực trinh sát của mình, chắc chắn Nga sẽ phát hiện ra và ưu tiên tập kích vào các căn cứ này nhằm ngăn chặn, vô hiệu hóa ngay từ đầu với mối đe dọa nguy hiểm từ phi đội này. Thứ hai, Ukraine không có phi công được đào tạo để có thể thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu bằng F-16 trước đó.
Hiện tại, nếu muốn vận hành các chiến đấu cơ này, họ cần phải được đào tạo và điều đó chắc chắn sẽ mất thời gian. Khóa đào tạo cơ bản tiêu chuẩn để sử dụng các tiêm kích này thường kéo dài 9 tháng, bao gồm hơn 300 giờ huấn luyện lý thuyết và hơn 670 giờ huấn luyện mô phỏng. Sau đó, học viên phải thực hiện 130 lần xuất kích cùng với việc thực hành sử dụng tên lửa và bom. Có thể thấy, việc các phi công của Ukraine được đào tạo cơ bản trên các chiến đấu cơ F-16 sẽ gặp rất nhiều bất lợi khi phải đối đầu với các phi công Nga, vốn dày dặn kinh nghiệm thực chiến. Thứ ba, mặc dù các đồng minh phương Tây như Hà Lan, Đan Mạch hay Bỉ đã cam kết chuyển F-16 cho Ukraine, nhưng số lượng cụ thể vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, dựa vào số lượng tiêm kích F-16 mà các quốc gia đang sở hữu, thì các chuyên gia quân sự có thể dự đoán Kiev sẽ không sở hữu quá 50 tiêm kích loại này. Với số lượng ít ỏi trong không chiến, F-16 khó có thể chiếm ưu thế trước số lượng đông đảo các tiêm kích hạng nặng và có khả năng không chiến tốt bậc nhất thế giới như Su-30SM, Su-35S hay tiêm kích Su-57 tàng hình thế hệ thứ 5 của không quân Nga. Một khi phòng không, không quân Nga cùng phối hợp với các chiến đấu cơ này, cơ hội để các tiêm kích F-16 tồn tại và hoạt động hiệu quả sẽ là rất khó khăn. Mang nặng ý nghĩa tinh thần. Với những gì đã được chỉ ra ở trên, có thể thấy F-16 sẽ không phải là viên đạn bạc trong cuộc chiến. Những chiếc máy bay này sẽ chỉ giúp Ukraine tích hợp tốt hơn các hệ thống phòng thủ của mình, với phần lớn vũ khí mới được trang bị đều do Mỹ và đồng minh cung cấp. Thậm chí, một số chuyên gia quân sự còn đánh giá sự xuất hiện của những chiến đấu F-16 nên được nhìn nhận dưới góc độ tinh thần. Máy bay chiến đấu có thể xem như một liều thuốc thúc đẩy tinh thần quân sĩ và là một quân cờ quan trọng trong chiến lược của một cuộc chiến. Một khi bạn có máy bay chiến đấu, đối thủ sẽ phải suy nghĩ thật kỹ mỗi khi muốn ra quyết định nào đó trên chiến trường. Ở khía cạnh này, có lẽ F-16 sẽ làm được. Lực lượng phòng không của Kiev chủ yếu dựa vào hệ thống S-300 thời Liên Xô, hiện đang cạn kiệt tên lửa. Và phi đội máy bay cũ kỹ của Ukraine với chủ lực là MiG-29 không thể sánh được với các máy bay chiến đấu của Nga vốn hiện đại và mạnh mẽ hơn. Ukraine vì vậy đang thất thế toàn diện trong cuộc đối đầu với không quân Nga. Trong phần lớn thời gian của cuộc xung đột, Ukraine không thể cho các phi đội của mình xuất kích để nghênh chiến với máy bay Nga. Và điều này càng nghiêm trọng hơn khi theo một nguồn tin tình báo Mỹ, Kiev đã mất khoảng 60 chiến đấu cơ kể từ đầu cuộc xung đột đến giờ. Nhưng nay, việc có thêm một phương tiện chiến đấu hiện đại như F-16, dù số lượng chưa nhiều, cũng sẽ giúp chính quyền của Tổng thống Zelensky bớt bi quan. Ngược lại, những phát biểu cứng rắn từ các quan chức Nga cũng cho thấy nước này cũng đang phải tính toán thêm cho các quyết định tại chiến trường khi trên bầu trời xuất hiện một kẻ thách thức mới mang tên F-16. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố việc gửi F-16 tới Ukraine sẽ là sự leo thang không thể chấp nhận được và cảnh báo phương Tây không nên đùa với lửa. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo máy bay F-16 sẽ bị bắn cháy tương tự xe tăng phương Tây cung cấp cho Kiev, đồng thời tuyên bố Nga sẽ tìm mọi cách tấn công các địa điểm, kể cả bên ngoài Ukraine nếu các máy bay này đồn trú ở đó. Vừa rồi là toàn bộ nội dung mà kênh QS News Khí tài quân sự muốn gửi đến các bạn trong video ngày hôm nay. Về việc các đồng minh phương Tây gửi các chiến đấu cơ F-16 cho Kiev nhằm gia tăng sức mạnh tấn công của nước này nhằm chống lại quân đội Nga. Cũng như lý giải của một số chuyên gia về khả năng thay đổi cục diện chiến trường với sự góp mặt của các chiến đấu cơ tiên tiến này. Theo bạn, liệu F-16 có thể phát huy được hết sức mạnh trước không quân Nga hay sẽ bị phòng không và không quân Nga bắn hạ không thương tiếc? Hãy cùng nhau chia sẻ quan điểm của mình bên dưới phần bình luận. Video này được biên tập và dàn dựng bởi QS News Khí tài quân sự. Nếu các bạn thấy hay và hữu ích thì đừng quên like và đăng ký kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo.